Từ sau Tết Nguyên đán, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân quai bị và thủy đậu vào điều trị. Trong số đó, hầu hết là người lớn và nhập viện khi đã có biến chứng. Mỗi ngày, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 5 bệnh nhân tới khám về quai bị và thủy đậu. Các bệnh nhân được đưa vào nhập viện đều đã có biểu hiện của bệnh lý và chủ yếu là những người đã trưởng thành. Điều này rất đáng lo ngại, đặc biệt là cho nam giới. Các bác sĩ cho biết, đối với những nam giới trưởng thành khi mắc quai bị, dù được điều trị kịp thời hay không, thì tỷ lệ vô sinh do teo tinh hoàn cũng không thể nói trước. Hơn nữa, đây là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Có những người đã khỏi cả tuần, nhưng trong tuyến nước bọt vẫn còn virus gây bệnh. Vì thế, việc cách ly, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh là cần thiết để phòng bệnh. Đối với những người trưởng thành chưa mắc quai bị thì nên tiêm vaccine để phòng ngừa.